Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tý, cuộc sống đảo lộn, cổng trọng kẹo mất tiền. Tử vi tháng 4 âm lịch cho biết, những chú chuột nên tránh xa các vấn đề có tính rủi ro cao, không phải cứ liều lĩnh là tốt, nhất là những tháng nhạy cảm như thế này. Bước sang tháng Đinh Tỵ, mệnh có tuyệt khiến bạn làm việc gì cũng không hoàn thành tốt đến nơi đến chốn. Tốt nhất hãy giữ im lặng, tránh đưa ra những quyết định quan trọng. Bạn sợ người khác đánh giá nên luôn tỏ ra mình cái gì cũng biết, cách nói chuyện như thể chuyên gia nhưng thông tin lại không sâu sắc, không có sự mới mẻ. Chính điều này mà nhiều người cảm thấy bạn không đáng tin cậy. Tuy nhiên, tháng này vẫn thuận lợi đối với những ai đang làm công việc liên quan tới truyền thông, marketing. Với đầu óc nhanh nhạy, họ có thể xây dựng hình ảnh trong lòng mọi người rất tốt. Thế nhưng, để phát triển bền vững, bạn cần lưu ý tới việc cải thiện chất lượng sản phẩm của mình. Nếu được thì nên hạn chế việc quan tâm tới nhóm hay hội họp, dành nhiều thời gian hơn cho những việc không cần tới ý kiến của nhiều người, cẩn trọng với lời ăn tiếng nói, vì khi có tranh luận, bạn có thể nói những điều không định nói, gây ảnh hưởng xấu về lâu về dài. Ngoài ra, sự xuất hiện của thiên quan khiến bạn bị mất kiểm soát không tốt cho việc cải thiện mối quan hệ cũng như vấn đề liên quan tới tiền bạc. Những chủ chuột nên tránh xa lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ hay thỏa thuận quan trọng vào tháng này. Hãy nằm yên cho tới khi vận may của bạn tốt hơn. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Đinh Tỵ, về khía cạnh công danh sự nghiệp, bạn nên tập trung vào ý tưởng hơn là hành động vội vàng. Nếu cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, dễ dàng gây họa. Công việc không trôi chảy như mong muốn, người tuổi Tỵ có thể cảm thấy khó nhất trí với người khác, kể cả trong những việc hết sức đơn giản. Điều này khiến cho mối quan hệ tại nơi làm việc không mấy dễ dàng. Nhớ rằng, vận may thay đổi rất nhanh, mọi chuyện diễn biến khó lường, nhiều trục trặc có thể xảy ra. Lúc này, bạn không được phép phạm sai lầm hay vướng vào kẻ xấu. Tránh bình phẩm về người khác hay chia sẻ những suy nghĩ của mình. Điều này có thể gây hại cho bạn. Nếu được yêu cầu nhận xét về ai đó, hãy tránh phán xét vì đó có thể là chiếc bẫy để hại bạn. Trong công việc, người tuổi Tỵ rất sáng tạo, đó là điều cần để phát huy trong thời gian này. Đừng ngại chia sẻ những ý tưởng tốt đẹp của mình, đề xuất của bạn sẽ được mọi người vui vẻ chấp nhận, mọi nỗ lực sẽ được ghi nhận đúng mức. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 4 âm lịch này cho thấy ảnh hưởng của tiểu hao nên những chú chuột không tránh được việc phải chi tiền. Đôi khi việc sử dụng tiền là cần thiết để đầu tư cho mục đích lâu dài, nên đừng vì tiếc mà không giảm chi bạn nhé. Trong kinh doanh, tránh thực hiện những thay đổi quan trọng trong công việc thường kỳ vì lúc này không phù hợp cho những biến đổi, nên ưu tiên thời gian củng cố kinh doanh và lập kế hoạch cho tương lai. Nên theo đuổi đến cùng các ý tưởng và dự định nếu muốn chúng mang lại kết quả lâu dài. Làm việc liên quan tới tiền bạc cần có sự thống nhất để tìm ra giải pháp tối ưu có thể. Ảnh hưởng của thiên hình nên người tuổi Tỵ cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Nếu bất cẩn thì bạn sẽ dễ rước họa, nếu ai đó ngăn cản thì nên lắng nghe. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng Đinh Tỵ này cho thấy ngũ hành xung khắc dự báo về những rắc rối trong các mối quan hệ của con giáp người tuổi Tỵ. Cuộc sống tình cảm tháng này ẩn chứa nhiều căng thẳng nhưng cãi vã nhỏ, có thể bị thổi phồng dẫn tới ẩu đả lớn. Trong tình cảm, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Nếu cố gắng kiềm chế, không chút bực dọc lên bạn đời hay người yêu, nếu không cãi, có lớn có thể xảy ra. Tránh dùng những lời lẽ xúc phạm, chúng có thể khiến bạn phải hối tiếc sau này. Hãy cố gắng hiểu người khác, tỏ ra nhường nhịn và bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Với những ai đang còn độc thân, đây không phải là thời điểm tốt để theo đuổi một mối tình mới. Hãy hành động từ tốn và vững vàng. Tháng sau sẽ là lúc phù hợp
cho các cuộc hẹn hò lãng mạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh tuyệt dự bảo về việc bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ mắc các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến cho bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian. Nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đang ngày càng đi xuống. Còn giáp người tuổi tỷ cần chú ý tới vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi. Đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới đường ruột, tiêu hóa. Tháng này, bạn có cơ hội thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện vấn đề sức khỏe của mình. Ví dụ, có kế hoạch về việc ăn uống để đảm bảo đủ chất, thay đổi món thường xuyên trong tuần để thức ăn được đa dạng. Ngoài ra, bạn cần thực hiện quyết tâm dậy sớm để tập thể dục, nên ưu tiên tập buổi sáng hơn là buổi chiều vì nó mang lại hiệu quả cao hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, năm sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Cẩn thận những rắc rối bất ngờ có thể xảy ra, trở nên tin theo lời nịnh nọt. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 2. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, năm sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, tránh việc cho vay mượn, cơ hội nhận lại tiền không cao. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 3. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, năm sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, hành động nào cũng cần cân nhắc nên có kế hoạch từ sớm. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu nâu. 4. Tuổi Giáp Tý mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, bạn cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm, chăm sóc từ người ấy. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lá. 5. Tuổi Bính Tý mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, bạn nên tập trung vào chi tiết, chỉnh sự hời hợt. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Sửu, may mắn ngập tràn nhưng cẩn thận bị ghen tị. Bước sang tháng 4 âm lịch, những chú trâu gặp khá nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, con giáp này vì vô tư tiết lộ những chuyện không nên khiến cho kẻ xấu có cơ hội tìm cách gây hại. Nguyệt lệnh mộ cho thấy đây là thời gian để bạn có cơ hội gây ấn tượng với cấp trên hay đồng nghiệp, đặc biệt là những đối tượng bạn muốn gây ấn tượng tốt như là người thân, bạn bè hoặc vợ chồng. Tuy nhiên, trong công việc bạn nên đẩy nhanh tốc độ hơn. Có thể vì quá cẩn thận nên bạn đang làm chậm lại tiến trình của mọi việc. Tốt hơn hết, bạn nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả. Thực thần xuất hiện trong tháng này cho thấy bạn có nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội thu hút vận may về phía mình. Không những thế, bạn cũng có khá nhiều thời gian cho việc kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và nhờ thế mà cải thiện mối quan hệ với họ. Tam hợp ghé thăm, thời gian này cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Sửu sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với những tháng trước đó. Bạn có quyền hy vọng về những tin tốt lành đến với mình trong tháng này. Con người độc thân thoải mái hơn với các cuộc hẹn hò, mở ra những cơ hội mới cho bản thân. Nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động của bản mệnh trong tháng từ âm lịch này. Bạn nên chú trọng đến vấn đề ăn ngủ, ngủ nghỉ, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Sửu qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng Đinh Tỵ, bản mệnh đang rất làm tốt nhiệm vụ của mình, lúc này nên tiếp tục hoàn thành những gì bạn đang làm tốt và tránh rẽ vào những miền đất xa lạ. Đây không phải là thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận mới.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách bạn làm việc, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh, điềm bảo có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Dù cho cố gắng, hài hòa, nhưng bạn vẫn có thể nổi nóng khi những kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời bạn. Rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này, người tuổi Sửu nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của riêng mình, tránh để vô tình tiết lộ khiến cho kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại cho bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng xung quanh bạn vẫn còn nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức khiến bạn phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn luôn chú trọng trong mọi tình huống nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tài chính xét thấy có khá nhiều hay ho đối với người tuổi Sửu. Ngũ hành tương sinh mở ra những cơ hội mới, nhất là với những ai ham học hỏi, bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu nhập hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng cần phải có thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính vì mọi việc có thể sẽ không tốt đẹp như bạn tưởng tượng. Lúc này nên ưu tiên việc tìm hiểu, đây không phải là thời điểm tốt để tham gia liên danh hay hợp tác mới, kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, hãy đợi đến tháng sau. Trong kinh doanh, bản mệnh cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải là lúc bạn có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu mọi thứ đang ổn. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng mới, con giáp người tuổi Sửu đừng để những chuyện cũ gây phiền não. Hứa hẹn đây là tháng tràn trề hy vọng cho con giáp này, vì thế hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ. Tam hợp đã bật đèn xanh cho người tuổi Sửu đang e ngại, chưa dám tỏ tình, thì nay hãy chủ động tấn công, bạn dễ thành công nếu bày tỏ trong tháng 4 âm lịch này. Có thể nói, sau những sóng gió thì tháng 4 âm lịch năm Quý Mão đối với người tuổi Sửu báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm. Giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian vừa qua. Các cặp đôi cũng rất dễ đón tin vui, bầu bỉ, cưới hỏi trong thời gian này. Nhìn chung, dù là tin gì cũng mang lại cho bạn nhiều năng lượng tích cực hơn bạn có thể nghĩ. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng 4 âm lịch này có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như bạn mong muốn. Ngoài ra, bạn tránh nên thức khuya khiến cho cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và ngủ nghỉ là cách tốt nhất để phục hồi sức khỏe. Hãy đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quản nghỉ để tăng cường sức khỏe, tăng cường khả năng tập trung. Hơn nữa, thời điểm tháng Đinh Tỵ, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng tới huyết quản, tim và thận. Hãy quan tâm tới những vị trí này của cơ thể. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi Sửu vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, năm sau thủy diệu, nữ sau mộc đức, khẩu quyết. Vận trình tuy hành thông nhưng vẫn phải thận trọng, nếu không sẽ gặp những rắc rối không đáng có. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Vân Hỷ, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Đào hoa nở rộ, con đường tình duyên đã tươi đẹp hơn trước. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết.
việc đang làm rất thuận lợi, chưa vội để thay đổi vào lúc này. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xanh lá. 5. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, mệnh Thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết cần chú ý chăm sóc tới sức khỏe tinh thần hơn, tránh tự tạo áp lực cho mình. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Dần, cẩn thận với những viên kẹo bọc đường. Xem tử vi tháng 4 âm lịch chỉ ra rằng, dù có những điều kiện tốt thì những chủ hộ cũng không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng xuống chăm một cách khó lường. Ảnh hưởng của tương hại nên con giáp này rất dễ vướng vào những muộn phiền không đáng có. Thậm chí có những khi việc làm ăn của bạn tốt cũng có người nói ra nói vào như thể bạn đang gian lận, nói dối hay làm màu. Tự nhập mệnh khiến cho con giáp người tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Chỉ một việc xảy ra mà bạn phải hỏi rất nhiều người trước khi quyết định, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải làm như thế nào. Hiện tại cuộc sống của bạn cũng đã ổn định, thế nên cho dù tháng này bạn không có nhiều lợi thế thì cũng không nên tham vọng làm gì. Chỉ biết đủ nên tránh theo đuổi danh lợi. Sự thật là nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều. Vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời của bạn. Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm hành thông, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, nhất là khi gặp những người bạn có cảm giác tin tưởng ngay là không nên. Hãy dành thời gian tìm hiểu. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 4 âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của những chủ hộ có những điều kiện thuận lợi khi có chính ấn trợ lực. Bản mệnh vốn là người làm việc chăm chỉ, tập trung nên không quá lạ khi bạn nằm trong danh sách được khen ngợi. Khi đó sẽ có không ít người vì ghen tị nên có lời đàm tiếu ra vào khiến cho bạn buồn. Thế nhưng đừng để tâm, hãy nhớ lại những ngày nỗ lực không biết mệt mỏi của mình và hiểu rằng thành quả mà bạn có được là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, những chủ hộ nên khó tính hơn một chút để yêu cầu mọi người làm việc có kế hoạch, tránh đi lệch hướng hoặc làm lãng phí thời gian của bạn. Thực tế là trong một tem, luôn có những người trì hoãn, bạn nên tìm cách để đốc thúc họ một cách thường xuyên hơn nhé. Hơn nữa, để tránh xảy ra những sai sót trong việc giấy tờ, sổ sách, thì con giáp người tuổi Dần nên nhờ một người đáng tin cậy kiểm tra một lần nữa. Khi bạn có quá nhiều việc cần phải lo, sẽ có những xu hướng để xảy ra một số lỗi nho nhỏ ảnh hưởng tới tốc độ làm việc. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 4 âm lịch có tử lục nhập cung chính đông, vận khí của bản mệnh lên xuống khá tức thường. Mới đây vừa tốt đẹp thì ngay sau đó lại đổi chiều suy giảm trong tức khắc. Thế nhưng nhớ rằng khó khăn có thể xuất hiện bất ngờ, cản trở công việc của bạn, hãy tiếp tục bước tiếp bước. Rủi ro chỉ là tạm thời, vận may sẽ được cải thiện vào tháng sau. Điều quan trọng là bạn phải giữ tinh thần lạc quan trong khi gặp những tình huống khó khăn. Chỉ khi bạn đã ý thức hơn về giá trị của bản thân, những cơ hội tích cực cũng dần xuất hiện trong thời gian tới. Hãy dành nhiều thời gian cho bạn bè, điều này chẳng những khiến bạn dễ chịu mà một phần thưởng bất ngờ có thể bù đắp cho những cố gắng. Có những người bạn còn được xem là thần tài của người tuổi Dần vào thời điểm hiện tại. Quan trọng là bạn có nhận ra họ là ai hay không mà thôi. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Ở phương diện tình cảm, bước sang tháng 4 âm lịch này là lúc người tuổi Dần cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực trong con đường tình duyên của mình.
Có thể bạn đã đang đi trúng hướng để cảm nhận những niềm vui trong các mối quan hệ. Bạn đang đi những bước đi đầu tiên trong hành trình chữa lành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn hài lòng về bản thân cũng như cuộc sống và nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ những mối quan hệ thân thiết. Thải âm, các tinh đặc biệt tốt cho vận trình tình cảm của nữ mệnh tuổi Dần. Thế nhưng không hề tốt cho các quyết định vội vàng. Đây không phải là thời điểm tốt để theo đuổi một mối quan hệ mới. Tốt nhất bạn nên tập trung vào những lĩnh vực khác. Những người đang trong giai đoạn hẹn hò ban đầu không nên quyết định mọi việc quá nhanh chóng. Bạn càng từ tốn, càng có lợi, chuyện tình cảm sau này hanh thông và hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng tư âm lịch có thiên nguyệt trụ ưu tư muộn phiền khiến cho bản mệnh gặp khó khăn trong việc cải thiện vận trình tinh thần lẫn sức khỏe. Chỉ còn cách giải tỏa những căng thẳng của mình đang gặp phải thì bạn mới khỏe mạnh được. Trong các bữa ăn của mình, người tuổi Dần nên ưu tiên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất đạm như thịt, cá, trứng, đậu hạt, sữa, sữa chua. Ngoài ra, đừng vì chán nản mà ngồi y một chỗ hay nằm trên giường. Hãy vận động thường xuyên để phát triển cơ thể, cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ béo phì hoặc việc tham gia các hoạt động thể thao phù hợp. Nếu được, hãy xin phép nghỉ dài ngày để giúp cho đầu óc được sáng sủa. Thời gian này nếu được hòa mình với thiên nhiên, du ngoạn, ngắm cảnh rất có lợi cho việc cân bằng tâm thái của con giáp này. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Dần vào tháng 4 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, sinh năm 1950, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Bạn dễ gặp những rắc rối vì sự chủ quan của mình, đừng xem thường bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Tháng 4 âm lịch này giúp bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định quan trọng. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, sinh năm 1974, nam sao Thái Âm, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, làm việc có kế hoạch giúp bạn thoát được những rắc rối trước đây. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. 4. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Điều bạn mong chờ càng nhiều thì càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa dối bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. 5. Tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, sinh năm 1998, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn vào cơ hội làm giàu nhanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão, vượt qua áp lực để có được thành công vang dội. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 này chỉ ra rằng những chú mèo xây dựng được uy tín với đồng nghiệp và cấp trên nhờ vào khả năng tập trung vào công việc ở mức độ tối đa. Trong tháng 4 âm lịch tức tháng Đinh Tỵ cho thấy, những người tuổi Mão trong thời gian này phải chịu nhiều vất vả thiệt thòi, việc gì cũng đến tay. Nếu không tự mình làm việc thì sinh ra lo lắng không an tâm. Có thể nói sẽ có những khó khăn trong công việc chào đón người tuổi Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá cho riêng mình. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.
áp lực dường như cũng là động lực để nhiều người tuổi này có thể bứt phá trong thời gian này. Dấu hiệu thường thấy là các đồng nghiệp cũng rất công nhận tài năng của bạn. Tuy nhiên, người tuổi Mão có mặt giới hạn nào đó trong việc giao tiếp cần phải cải thiện. Nếu cần, hãy viết hết những thông tin mình muốn nói ra, sắp xếp lại trước khi trình bày. Muốn gây ấn tượng với người khác thì bạn phải biết thể hiện sự bản lĩnh, tự tin của mình. Tháng này, dịch mã xuất hiện khiến cho nhiều người phải đi di chuyển thường xuyên vì lý do công việc như nghiên cứu thị trường, mở rộng kinh doanh. Trong những lần đó, thường xảy ra một số việc ngoài kế hoạch mà bản mệnh cần phải dự phòng để kịp thời ứng phó. Nhìn chung là tháng này không nên chủ quan. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên người tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên dành cho con giáp này là trong thời gian tháng 4 âm lịch là mỗi ngày bạn cần phải giải tỏa hết những căng thẳng trước khi lên giường để đi ngủ. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Đinh Tỵ, phương diện công danh sự nghiệp có thể thấy nhờ cỏ thiên ẩn nâng đỡ nên mọi việc sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai đang lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới hy vọng sẽ có được thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ì ạch như trước đây. Bù lại cuộc sống năng động giúp bạn học hỏi được nhiều trong thời gian này. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh thì người tuổi Mão có một tháng hết sức sôi động. Thi đua chẳng khiến bạn bối rối mà lại giúp cho bạn mạnh mẽ hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Mão được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn từ khía cạnh thu nhập cho tới công việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Bản mệnh nên chăm chỉ, tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn sau này. Không nên dùng tiền của mình đầu tư trong tháng 4 âm lịch. Hơn nữa, bạn cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho sự lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền bạc cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí, nhất định. Không nên vì quả thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó bạn sẽ cảm thấy hối hận. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng Đinh Tỵ này nhờ có ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm. Lịch trình của bạn khá bận rộn nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa nên không có điều gì quá rắc rối xảy đến. Tuy nhiên, trong các cuộc bàn bạc, lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp. Có thể do mệnh có bệnh nên con giáp người tuổi Mão dễ giận hơn, thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhẽ. Họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này cũng rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống. Nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình, dù bận rộn nhưng bạn biết sắp xếp công việc tách rời với cuộc sống riêng của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mão cho thấy sức khỏe con giáp này trong tháng này cần có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Có thể thấy bạn thường xuyên bị mất ngủ khiến cho tâm trí lờ mờ. Nhìn chung, tháng Đinh Tỵ bạn cần phải cải thiện trí nhớ của mình, nếu không bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập,
công việc do một số sai lệch về trí nhớ. Mệnh có bệnh nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Ngoài ra thường xuyên theo dõi cơ thể có những hiện tượng gì để kịp thời thăm khám và điều trị nhé. Nhị hắc nhập cung chính bắc cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là những người già và trẻ nhỏ trong nhà. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan tới tiêu hóa đường ruột. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Mệnh mộc, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: đừng cố phá bỏ luật lệ mà chỉ nên bỏ rào cản cho chính mình tạo ra mà thôi. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu vàng. 2. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim: nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: dù hiện tại còn khó khăn, ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu nâu, màu đen. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy: nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, tập trung vào việc tích lũy. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu đen. 4. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh hỏa: nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: nhân duyên các giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu trắng. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, sinh năm 1999, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: nên tìm cách giải tỏa tinh thần khi gặp stress thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu tím, màu đen. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn. Cảm giác trong trên khiến bạn lạc hướng. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy những chủ rồng thường xuyên có cảm giác không chắc chắn cả về năng lực của mình lẫn việc cư xử sao cho đúng với mọi người xung quanh. Bước sang tháng Đinh Tỵ, người tuổi Thìn trở nên mong manh, yếu đuối hơn bao giờ hết. Bạn ưu tiên cho những gì an toàn, không thích cạnh tranh vì nhận ra rằng việc này chỉ khiến cuộc sống của mình thêm mệt mỏi, căng thẳng, nhưng tiền bạc cũng chẳng tăng tiến. Suy ở mệnh càng khiến cho những chủ rồng có xu hướng an phận, thiếu đi sự quyết tâm trong công việc. Có thể đó là nguyên nhân khiến cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vì cho rằng mình cố gắng cũng chẳng ích gì. Có thể thấy, với tình hình tài chính đang đi xuống thì công việc bấp bênh, thậm chí nhiều người làm kinh doanh không có khách hàng mới, khách hàng cũ thì cứ trì hoãn không muốn trả tiền. Để tránh việc lạc hướng thì lời khuyên dành cho những chủ rồng vào thời gian này đó là dành thời gian để đọc sách, học thêm các kỹ năng mới để cải thiện bản thân. Khi bạn nâng cấp bản thân thì cơ hội mới mở ra cho bạn. Trong khi chuyện sự nghiệp có phần chững lại thì bù lại Thái Dương các tinh mang lại những mối quan hệ tốt đẹp cải thiện cuộc sống tẻ nhạt của bản mệnh. Tình cảm vợ chồng thời gian này cũng có nhiều cải thiện khi bạn tỏ ra trân trọng những gì người ấy làm cho mình. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch cho thấy phương diện công danh sự nghiệp của con giáp này tuy chưa có gì gọi là bùng nổ hay thành công ngoài mong đợi, thế nhưng hiện tại có nhiều khởi sắc tiến triển tốt hơn so với tháng trước. Nhìn chung bản mệnh đã có nỗ lực và kết quả công việc đã có thay đổi. Có thể cách thức của bạn không đủ nhanh như người khác, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với cách mình đã làm. Thế nên,
Nếu ai đó có chỉ trích hay chê bai hoặc mang bạn ra so sánh thì cũng đừng buồn nhé. May mắn là có sao Thái Dương các tinh phù trợ nên có những khó khăn của người tuổi Thìn trong tháng mới cũng lần lượt được tháo gỡ, mang lại cho bạn sự ổn định, cân bằng mà bạn mong muốn. Càng về cuối tháng sẽ càng bớt đi sự trông trên, tìm được hướng đi, hướng phát triển cho lĩnh vực của mình mà không bị phụ thuộc và vào ngoại cảnh. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy tình hình tài chính của con giáp này có thể gây mất mát cho bản mệnh bất cứ lúc nào do có thương quan tác động. Do đó, người tuổi Thìn không được lơ là hay chủ quan. Mỗi khi đi ra đường nên hạn chế việc mang theo quá nhiều tiền mặt, nên ưu tiên để tiền trong thẻ. Ngoài ra đừng lựa chọn trang phục đắt tiền kẻo gây chú ý với kẻ gian. Đừng để công sức của bạn để dành tiền suốt thời gian vừa qua chỉ là một chút bất cẩn mà mất hết. Nếu có thể thì nên đơn giản trong mọi việc để đảm bảo an toàn cho mình. Ngoài ra, vì tiền bạc chưa gia tăng được như mong muốn thì cũng hạn chế việc mua sắm, kể cả mua những món đồ rẻ hay giảm giá. Nếu bạn mua nhiều sẽ ngốn một khoản tiền lớn đấy nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng Đinh Tỵ này, ngũ hành tương sinh mang lại vận may về tình cảm cho những chủ rồng. Có thể là người độc thân thoát ra được những rắc rối trong mối quan hệ cũ. Bạn vui vẻ làm quen, gặp gỡ thêm những người mới. Nhất là khi Thiên Diêu trở về đào hoa ghé thăm sẽ giúp cho nhiều người thoát được cảnh độc thân hiện tại. Tuy nhiên, có nhiều người gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Bạn chưa biết ai mới thật sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong tháng này, những ai đang có đôi nên thận trọng, đừng để những cám dỗ lôi kéo khiến bạn sau này cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp nhất mà bạn đang có. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Thìn vào tháng 4 âm lịch này sẽ cần lưu tâm hơn tới cơ thể. Thiên Nguyệt chủ đau ốm, ảnh hưởng sức khỏe liên tục xuất hiện những tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Ngũ hoàng bài về hướng Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong tháng Đinh Tỵ này. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952, mệnh thủy. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Đừng cố gắng tìm kiếm vận may trong thời gian này vì bạn sẽ chỉ nhận về sự thất vọng mà thôi. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Mệnh hỏa, nam sao Vân Hỷ, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, trở nên điểm cua trong lỗ, phải thật sự hành động bạn mới thấy khó khăn tới mức nào. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh thổ. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, thận trọng hơn trong các khía cạnh liên quan tới tiền bạc, kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh Mộc. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, sự ổn định nên là điều mà bạn nên hướng tới trong tháng Đinh Tỵ. Nhớ đọc sách nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, mệnh Kim. Nam sao Vân Hỷ, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, học cách tìm niềm vui trong các sở thích cá nhân, nếu có thể nên kiên trì kiếm tiền từ đó. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu đen, màu hồng.
Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ, tham vọng dẫn lối thực hiện mục tiêu. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão của người của Tỵ cho thấy mục tiêu của con giáp này khá rõ ràng, nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới các mối quan hệ xung quanh, điều này khiến bạn cảm thấy buồn. Bước sang tháng Đinh Tỵ, con giáp người tuổi Tỵ thường gặp khó khăn trong các quyết định. Bạn suy nghĩ, cân đo đồng điểm rất nhiều và điều này là cần thiết để có thể gia tăng cơ hội tốt, hạn chế tối thiểu những rủi ro. Mặc dù cơ hội mở ra trước mắt thì ít, nhưng chúng càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau. Không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thật sự. Nguyệt lệnh thẳng rơi vào đế vượng cho thấy tham vọng của người tuổi Tỵ. Bạn muốn có nhiều hơn nên tập trung vào tính hiệu quả. Trong quá trình này bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp, thế nên việc bị trách mắng, oán giận là điều khó tránh khỏi. Cuộc sống này là như vậy. Nếu cố gắng trở nên hoàn hảo sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Việc của bạn không phải là làm hài lòng tất cả mọi người, mà nên tập trung cố gắng giúp được nhiều người nhất có thể. Tháng này thải tuế hung tinh gây điềm bão tai nạn bất ngờ, cho nên dù bạn có lên kế hoạch cẩn thận thì cũng không được chủ quan. Quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy đến. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Phương diện sự nghiệp. Tháng Đinh Tỵ này dự đoán con giáp này sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm. Do có kiếp tài xuất hiện, đôi khi đứng trước một sự việc chẳng đen chưa rõ ràng thì bạn đừng vội kết luận. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc, hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến bạn mệt mỏi, chán nản, không muốn đi làm nữa. Tuy nhiên, mọi thứ không hề tệ như bạn nghĩ. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì, xung quanh bạn luôn hiện hữu những cơ hội tiềm năng, quan trọng là bạn biết nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Ảnh hưởng của đế vượng nên bạn quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được. Thực tế là bạn đã làm rất tốt rồi. Thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé, chỉ là bạn đang cố sánh thành tích của mình với người khác cao hơn mà thôi. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 4 âm lịch năm 2023 dự báo phương diện tiền bạc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào đó, thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên, nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi đưa ra quyết định để tránh lãng phí tiền bạn nhé. Nguyệt lệnh thẳng rơi vào đế vượng cũng khá tốt cho con đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ, không ngại khó khăn, chịu khó để vượt qua hoàn cảnh của mình, tìm ra những giải pháp tích cực nhất để cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn. Khi công sức được công nhận, có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ mọi người xung quanh, thì người tuổi Tỵ càng thấy trân trọng giá trị sức lao động của mình hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Trong tháng 4 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ có sự thay đổi tích cực nhờ có cách cư xử khôn ngoan, khéo léo. Các cặp đôi thời gian này gia tăng sự thấu hiểu, ai cũng cố gắng chia sẻ, lắng nghe nhiều hơn để cùng nhau cải thiện mối quan hệ, giúp cho tình cảm ngày càng đi lên. Bát Bạch bài về hướng Đông Nam trong tháng này cho thấy bản mệnh dễ có nhiều chuyện vui, nhất là về con đường tình duyên, có thể sẽ gặp được người mình thầm thương. Người độc thân đã có thể thoát ra khỏi tình trạng buồn phiền của mối quan hệ cũ, sẵn sàng cho những dự tính mới tốt đẹp hơn. Những cặp vợ chồng thời gian này có được
thời gian bên con cái nhiều hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau đi qua những thăng trầm cuộc sống mà còn hỗ trợ nhau rất nhiều trong việc chăm sóc con cái, gia đình, nội ngoại, đôi bên. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 4 âm lịch, vận trình sức khỏe của bản mệnh có nhiều thay đổi lên xuống thất thường, có thể khó đoán trước. Thế nên, khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh cũng không được chủ quan nên tránh xa các hoạt động quá sức. Ngay cả khi việc tập luyện, đừng đột ngột nâng cao độ khó khi bạn chưa có đủ thời gian thích nghi. Hãy chỉ nên cố gắng một chút thôi. Nếu cố gắng thể hiện được khả năng chưa tới thì bạn lại nhận lấy hậu quả về sức khỏe, điều này không nên chút nào. Ảnh hưởng của sao thoái tuế không thể xem thường, có điềm bảo bất cẩn trong việc di chuyển. Để hạn chế việc tai nạn có thể xảy ra thì người tuổi tỵ nên luôn tỉnh táo khi điều khiển xe cộ. Thời tiết này là khá khó chịu, bạn cũng phải bận lòng vì sức khỏe của con trẻ hoặc người lớn tuổi trong nhà. Cố gắng chuẩn bị cho họ những bữa ăn đủ chất nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi quý tỵ sinh năm 1953 mệnh thủy, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Hãy thật sự bắt tay vào tiến hành các kế hoạch bạn đang trì hoãn bao lâu nay. Quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Bạn luôn có cảm giác nặng nề khi việc gì cũng khó thành, tốt hơn hết là nên tạm hoãn lại mọi thứ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu xanh lá. 3. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Trong các cuộc tranh cãi, bạn đều nhận về phần thua thiệt, không nên nói nhiều làm gì. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. 4. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Đời sống tình cảm xôn xẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Nên thận trọng thực hiện từng bước một, nhất là nữ mệnh cần cảnh giác hơn trong các quyết định. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu tím. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Ngọ, mọi việc thuận lợi, cơ hội cũng đang mở ra trước mắt. Bước sang tử vi tháng 4 âm lịch này khuyến khích bản mệnh nên giảm dẫn thân nhiều hơn. Những chủ ngựa bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình để đón nhận cơ hội mới đang tới. Tháng 4 âm lịch này, người tuổi Ngọ đã có được những bước tiến quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là với những ai mạnh mẽ, quyết liệt, sẵn sàng đi tắt đón đầu thì cơ hội mới mở ra trước mắt vô số. Lâm quan nhập mệnh mang lại sự tự tin, tích cực cho bản mệnh, nhờ thế mà bạn gây ấn tượng tốt với mọi người. Không những thế, bạn còn khá chủ động trong các cơ hội nên vận may vì thế càng nhiều thêm hơn. Tam hội hỗ trợ để những mối quan hệ của bạn lúc này trở nên tốt đẹp, có thể hóa giải được những căng thẳng trước đây, thậm chí những hiểu lầm cũng có dịp được giải bày. Tâm sự nhờ thể mà nhận về sự thấu hiểu. Bách việc mang tới tin vui về chuyện tình cảm cho bạn mong chờ bấy lâu nay. Người độc thân may mắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới. Tuy nhiên, tỷ kiền xuất hiện để nhắc nhở bản mệnh hãy lùi về.
làm sáng tỏ sự khác biệt về quan điểm sang một bên khác vì cuộc chiến xảy ra vào tháng này có nguy cơ ảnh hưởng lâu dài tới quan hệ của hai bên. Các vấn đề về tiền nong nên được giải quyết một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng. Khi bạn có thể tự do về tiền bạc, có cơ hội giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả nhất. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Đinh Tỵ, phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ tràn đầy cảm hứng, bạn tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là có nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này, người tuổi Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe, cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc hăng say hơn. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, bạn sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là tháng mà bạn nên khéo léo trong cách ứng xử, đừng vì chút thành tích mà tự kiêu hoặc vì bận quá mà phân quyệt quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu nhau nhiều hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc của tháng 4 âm lịch cho thấy đây là thời điểm tốt để người tuổi Ngọ mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn. Hoặc bản mệnh may mắn được nhận đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này khuyên người tuổi Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì mà bạn đang làm. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho việc ấy. Nền móng xây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành công tốt đẹp trong tương lai, vì vậy đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng mới, bách việc chủ đào hoa giúp cho người tuổi Ngọ có cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Trong khi đó, người cỏ đôi rất thuận lợi trong việc kết nối giữa hai người. Không những thế, cả hai có nhiều hành động, lời nói được lòng hai bên nội ngoại. Tháng này cũng thuận lợi cho ăn hỏi cưới xin. Hôn lễ tổ chức vào dịp này có nhiều cơ hội mang tới tình yêu lâu bền, hôn nhân hứa hẹn sẽ hạnh phúc, sống tới răng long đầu bạc. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện những bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất mới lạ, hay để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này. Đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn. Điều tuyệt vời đang chờ đón bạn ở phía trước. Người đã có gia đình được bạn đời hết sức hỗ trợ. Nếu có băn khoăn trong bất cứ lĩnh vực gì, hãy chia sẻ để có được những lời khuyên hữu ích. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 4 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ngọ dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do bạn xuất hiện tình trạng lao lực hoặc thậm chí bệnh cũ tái phát bởi công việc quá bận rộn. Tháng này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần của người tuổi Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần sai việc là bạn quên giờ giấc, ăn uống không đúng bữa nên rất dễ đau dạ dày. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới được cải thiện. Nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu bạn không muốn bệnh nặng thêm. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Ngọ vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim. Nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, xuất hiện tình trạng lao lực, đau dạ dày bởi công việc bận rộn, cần chú ý nghỉ ngơi một cách điều độ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Đừng quên tự thưởng cho mình những món quà nhỏ làm động lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân,
tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 3. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu huyết. Bạn cần có lại sự thăng bằng trong cuộc sống trước khi nghĩ tới điều gì quá xa xôi. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu huyết. Hướng đi mới của bạn có vẻ thuận lợi và được nhiều người ủng hộ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết. Bạn thông minh, nhanh nhẹn, học một biết mười, nhưng đừng tự kiêu. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Mùi vận mang tới những tận hưởng tối đa nguồn lực đang có. Bước sang tháng 4 âm lịch, dự báo sẽ mở ra cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội mới. Con giáp này nên tận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành thật nhiều những việc quan trọng. Vận trình của những chủ dê khởi sắc hơn rất nhiều so với tháng trước. Trong kinh doanh xuất hiện nhiều cơ hội mới. Thời điểm này, bạn có thể mạnh dạn mơ ước những giấc mơ lớn hay theo đuổi những điều tưởng như không thể. Nhờ xây dựng được sự độc lập mà bạn có được không gian tự do khai thác thế mạnh của bản thân. Nhất là nguyệt lệnh quan đợi giúp bạn đầy ắp ý chí, sức sống, luôn đi trước thời đại. Tam hội ghé thăm cho thấy cuộc sống thiên về tình cảm. Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống. Thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng. Người tuổi Mùi nên thận trọng hơn trong tháng này. Thiên cậu nhắc nhở bản mệnh tránh xa chuyện không liên quan tới mình. Nếu còn đơm đặt chuyện người khác thì họa tới không chừng. Tả phù, phò tả nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thể mà cũng tăng tiến, còn giáp này có thể mua cho mình những món đồ yêu thích. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Mùi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng Đinh Tỵ, nguyệt lệnh quan đợi là cơ hội để con giáp người tuổi Mùi tự tin thể hiện các thế mạnh của mình. Bạn có cơ hội bộc lộ chúng trong cách giải quyết các vấn đề lớn nhỏ phát sinh. Tháng này, mọi chuyện diễn ra trôi chảy, ít trở ngại. Vì vậy, hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng tốt đẹp hơn. Chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở. Vì vậy, nếu may mắn được làm chung với người không tiết kiệm lời khen, bạn sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều những việc quan trọng trong bản kế hoạch của mình. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 4 âm lịch cho thấy, bát bạch nhập cung chính tay, cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi của bạn hay không? Hãy mạnh dạn và liều lĩnh hơn một chút nhé. Với những ai chịu khó khai thác năng lực của mình, không ngại khó, không ngại khổ thì sẽ sớm tìm được tiền mà thôi. Khi nhận được thành quả xứng đáng, bạn sẽ nhận được những công sức của mình là không bị đổ sông đổ biển. Những nỗ lực của bạn là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh vì việc lấy bản thân ra so sánh với họ sẽ khiến bạn nản chí. Vận may từ trên trời rơi xuống thường là cái bẫy, hoặc có thể ai đó đang che giấu đi những khó khăn mà họ từng trải qua mà thôi. Ngoài ra,
không nên thật thà để lộ rằng bạn đang có tiền, vì có những kẻ xấu tiếp cận với mục đích lợi dụng bạn đấy. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mùi cho biết, vận trình tình duyên thuận bươm xuôi gió, một gia đình êm ấm sẽ mang lại cho bạn nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Tháng mới, khi mà ngũ hành tương sinh càng giúp cho tình cảm vợ chồng thêm phần nồng thắm, người độc thân có quyền hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, đừng vì thế mà trở nên quá phụ thuộc vào cô ấy hay anh ấy, nếu không, họ sẽ cho bạn cảm thấy bị bỏ buộc, không thoải mái trong mối quan hệ này đấy. Thực thần ghé thăm dự báo vận may quý nhân giúp bạn hưởng lợi từ lời khuyên của những người lớn tuổi hơn. Người độc thân cũng sẽ thành công trong tình cảm. Bạn có thể bất ngờ phải lòng ai đó. Đừng để những phân tích quá logic ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc và thả mình theo dòng chảy cuộc đời. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 4 âm lịch chỉ ra một số vấn đề liên quan tới sức khỏe như bệnh lây nhiễm hoặc bệnh cũ tái phát. Việc này sẽ khiến cho cuộc sống của người tuổi Mùi trở nên phiền toái hơn. Thiên cậu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp này ở vào thời điểm tháng 4 âm lịch, vì thế cần phải chú ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan. Tháng mới, bạn cũng nên để ý tới vấn đề năng lượng của bản thân. Ví dụ, bản mệnh cũng nên tránh xa những người có năng lượng tiêu cực ở gần bên họ quá lâu, khiến bạn luôn có cảm giác khó chịu, bức bối, mệt mỏi và căng thẳng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, sinh năm 1955, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn là nên thích nghi với hoàn cảnh. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 2. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh Thủy, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Hãy tự tôn trong cách nói chuyện, cách thể hiện quan điểm cá nhân. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mệnh Hỏa, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, hạn chế tiếp xúc với người hay chê bai chỉ trích người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh Thổ, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, tình cảm có chuyển biến tích cực khi quan tâm nhau nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, sinh năm 2003, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, hãy tự tin thể hiện cá nhân của mình, có thể là điểm mạnh của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu xanh, màu đỏ. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thân. Bản mệnh may mắn hơn, nhưng đừng vì thế mà lãng phí những gì đang có nhé. Hãy sống đơn giản, tiết kiệm để có được hạnh phúc lâu dài. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thân trên các phương diện sự nghiệp. Tháng này, bạn khá bốc đồng hay mất kiểm soát, tránh ra những quyết định quan trọng kẻo sau này bản mệnh phải hối hận. Âm sát trụ về âm mưu, gian trá xuất hiện trong tháng mới cho thấy bạn trở vội tin những lời ngon ngọt của ai đó. Nếu không, sẽ vướng vào những rắc rối do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian công sức. Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là với các mối quan hệ hợp tác trong công việc.
Hãy dự đoán những rủi ro trước khi bắt đầu bất cứ việc gì và đừng chia sẻ quá nhiều bí mật dự định của bản thân cho người khác. Bạn sẽ tránh gặp phải những tình huống rắc rối về sau này. Chỉnh tài dự báo về việc làm ăn thuận lợi hành thông. Có những người kiếm được sổ tiền lớn rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 4 âm lịch này. Nguyệt lệnh mộc dục cho thấy bạn hào phóng, có xu hướng trưng diện cho mình về vật chất, vì thế tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn đã cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua. Nhìn chung, tử vi tháng 4 âm lịch này, công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, làm cho đương sổ cảm thấy bất an trong lòng. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp có thể sẽ không được suôn sẻ như những gì bạn mong muốn. Thế nhưng, khó khăn đôi khi là điều không thể tránh khỏi và bạn vẫn phải kiên trì tiếp bước. Cho dù bản thân là người có năng lực và công sức được ghi nhận, nhưng vẫn thi thoảng xảy ra những loại ngỡ ngẩn hay bị những kẻ thù ghét chọc nguẩy, khó có thể yên thân để tập trung làm việc. Doanh nhân người tuổi Thân có thể bắt đầu áp dụng các ý tưởng ấp ủ. Đây là thời điểm rất tốt để khai trương, ra mắt sản phẩm mới, mở ra hướng đi mới hay áp dụng những phát kiến mới. Khởi động một việc gì đó sẽ vẫn có những trở ngại, thế nhưng nó thúc đẩy bạn phải phát triển nhanh, hoàn thiện các kỹ năng của mình để đáp ứng nhiệm vụ. Nhìn chung, đó là lúc bạn được trưởng thành nhanh nhất. 2. Luận về phương diện tài chính. Phương diện tài lộc của người tuổi Thân đã có những chuyển biến tích cực, thế nhưng có dấu hiệu cho thấy tiền vào không ít, nhưng tiền ra cũng không nhiều. Đòi hỏi bản mệnh phải cân đối lại chi tiêu. Có thể vì bạn thích tự thưởng cho bản thân vì sự vất vả của mình trong thời gian qua, thế nhưng mua khá nhiều những món đồ và hầu hết trong số chúng không mang lại cho bạn niềm vui lâu dài. Bản mệnh cũng nên thận trọng hơn trong làm ăn, cho dù cơ hội hiện tại rất tốt, khá dễ kiếm tiền, nhất là thiền đức hỗ trợ cho bản mệnh phát tài phát lộc. Bạn phải có cái nhìn vừa tổng thể vừa chi tiết về việc kinh doanh, nếu không sẽ xảy ra tình trạng vẫn bán được hàng nhưng lại bị lỗ. Khi cố gắng tham gia các chương trình khuyến mại và chi phí vận chuyển tăng sẽ khiến bạn bị thất thoát tiền không nhỏ. Trong khi đó, người làm công ăn lương không nên chi số tiền lớn để mua sắm cho những món đồ đắt tiền, xa xỉ. Nếu mong muốn mua những món đồ công nghệ hoặc trang thiết bị đắt tiền trong nhà thì bạn nên có kế hoạch từ sớm và chia nhỏ mục tiêu của mình để không bị nặng gánh. 3. Luận về phương diện tình duyên gia đạo. Bước sang tháng mới, do ngũ hành xung khắc nên có thể xảy ra những căng thẳng giữa hai người. Thời gian này đối với các cặp đôi, cãi cọ cũng có thể bủa vây cuộc sống gia đình, ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng hay quan hệ tình yêu. Có thể một số cặp đôi không nhận ra được sự đồng ý của người thân. Thật ra chuyện gì cũng có lý do của nó, bạn chớ tức giận hay tranh cãi mà nên bình tâm suy nghĩ. Đừng bỏ ngoài tai những lời góp ý của những người yêu mến bạn. Tuy quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn, nhưng xem xét vấn đề từ nhiều góc độ giúp bạn đưa ra những lựa chọn chính xác hơn. Tương phá xuất hiện trong tháng này là tác động tiêu cực khiến cho người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này, người tuổi Thân cần học cách yêu lấy bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi Thân có thể quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe hơn, nhưng đầu tư sai cách. Bạn nên học cách phân tích thông tin nếu không muốn có những quyết định sai lầm.
âm sát trở về âm mưu nên có thể những lời khuyên cải thiện sức khỏe ở hiện tại có thể là vì mục đích người ta bán hàng kém chất lượng. Mua sản phẩm quan trọng như thuốc, bạn cũng phải thận trọng, kẻo mua phải đồ giả đấy. Ngoài ra, thời điểm tháng 4 âm lịch có lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng tới huyết quản, tim và thận. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Khuyên bạn nên biết giữ bí mật với những việc mình đang làm. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh Thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợn, khẩu quyết. Các kế hoạch dễ rơi vào tình trạng trì trệ, tinh thần làm việc xuống thấp. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Tiền bạc lúc được thì được khá nhiều, nhưng mất thì cũng dễ trắng tay. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu cam, màu xám. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mệnh Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, không khí gia đình căng thẳng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh Thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hợn, khẩu quyết. Dễ bị chết, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Dậu, hạnh phúc như ý khiến ai cũng phải ghen tị. Bước sang tháng 4 âm lịch cho thấy có nhiều điều kiện thuận lợi từ công việc cho tới chuyện tình cảm. Người tuổi Dậu hãy trân trọng những phút giây tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Tháng Đinh Tỵ cho thấy hầu hết các phương diện của những chú gà đều khá suôn sẻ, nhưng về khía cạnh tiền bạc, bản mệnh không được chủ quan. Để tiền bạc mang lại cho bạn cuộc sống như ý thì bạn phải cần hết sức biết sử dụng chúng thật khôn ngoan. Nguyệt lệnh trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn đang gặp phải chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh những việc suy nghĩ nhiều. Tam hợp mang tới cho người tuổi Dậu cảm xúc đặc biệt, giúp bạn hiểu người ấy là một nửa của mình. Đây là ngày để bày tỏ tình cảm và được yêu thương. Thái độ với cuộc sống của bản mệnh thời gian này cũng thay đổi tích cực, bạn khá cởi mở, hồn nhiên. Bước sang tháng mới, bạn cũng thích nghi với việc thiện hơn với những việc giúp đỡ những sự bình yên, trân trọng cuộc sống của mình. Thế nhưng, con giáp người tuổi Dậu cũng cần lưu ý phân bổ thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu đặt công việc lên trên sức khỏe của mình là điều không nên chút nào. Nguyệt mã chủ di chuyển cho thấy tháng này bản mệnh vất vả trong việc đi lại, bù lại là việc này mang tới cho bạn nhiều tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Phương diện công danh sự nghiệp. Căn cứ vào tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tháng Đinh Tỵ mang tới vận may như ý. Một số thắc mắc của con giáp người tuổi Dậu được giải đáp, giúp bạn đi đúng đường hơn trong việc định hướng sự nghiệp.
Việc kinh doanh của nhiều người tuổi Dậu thuận lợi hơn khi bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt mọi người. Ngũ hành xung khắc chỉ ra những mâu thuẫn khó tránh khỏi tại nơi làm việc. Thế nhưng, chính nhờ thái độ dứt khoát rõ ràng của bản mệnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Bạn khá thận trọng trong lời nói, chấp nhận chịu thiệt để giảm thiểu rắc rối có thể xảy ra trong tháng này. Đôi khi người ta không cố tình gây khó dễ, chỉ là đang có những hiểu lầm xảy ra giữa hai người mà thôi. Vì thế hãy từ tốn giải thích thay vì to tiếng tranh cãi. 2. Luận về phương diện tài chính. Thiên tài ghé thăm là tín hiệu đáng mừng cho con giáp người tuổi Dậu ở khía cạnh tiền bạc. Có thể nói, bạn tìm được niềm vui ngay trong cả sự bận rộn vất vả hiện tại. Nhiều người nhảy việc trong thời gian này và tìm đang có những nơi thu nhập cao nhờ thế mà bạn được cải thiện cuộc sống, cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Quan trọng là tài chính được cải thiện, các khoản thu đang đổ về nên bạn cảm thấy được rất rõ việc công sức của mình đang được bù đắp. Bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp đỡ bạn trong suốt thời gian vừa qua. Mặt trái của việc có tiền trong tay đó là tuổi Dậu có xu hướng mua sắm thiếu tính toán. Bạn muốn thỏa mãn các sở thích của mình ngay lập tức và không thích phải tính toán, cân đo, so sánh như trước đây. Bạn phải sớm nhận ra vấn đề này để tránh chi tiêu hoang phí nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng Đinh Tỵ tam hợp gợi nhắc con giáp người tuổi Dậu để họ thận trọng hơn, hạnh phúc hơn những cái gì đang có quanh mình. Dù là những việc nhỏ nhặt mà người ấy làm cho bạn vì tình yêu chứ không phải mục đích vụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa lỗi sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình thì nay cũng đã có những dấu hiệu tích cực khi người ấy bao dung, sẵn sàng chờ đón bạn trở về. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận ra được những tin vui bầu bỉ, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng tư âm lịch, lục bạch ngụ tại trung cung nhắc nhở bản mệnh không nên đi xa trong hôm nay. Nếu đi xa, cần phải hết sức thận trọng, chú tâm, đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những việc đáng tiếc. Người tuổi Dậu nên nhớ việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh là điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này trong các chuyến đi xa, bạn nên hạn chế về việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra, Bạch Hổ hung tinh dự báo có nhiều điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Tinh thần làm việc được củng cố, có những suy nghĩ tích cực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Thu hoạch khả quan nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết.
vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: có người đang lợi dụng lòng tốt của bạn, đừng cả tình quá. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Tuất: tốt bụng nhưng dễ bị tổn thương vì không được đáp lại. Bước sang tháng mới, mọi việc hành thông nên con giáp người tuổi Tuất có thời gian đi hỗ trợ nhiều người hơn. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng rằng ai cũng ghi nhận công sức của bạn cả nhé. Nguyệt lệnh dưỡng cho thấy tháng này bạn khá chủ động trong mọi việc mình làm. Khi bạn không phụ thuộc, bạn có khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng. Tiến độ công việc nhờ thể mà được đẩy nhanh hơn. Nhìn chung, cuộc sống của bạn tháng này khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng, người tuổi Tuất cần lưu ý rằng giúp người khác chưa chắc là họ sẽ mang ơn mình, hãy vô tư hỗ trợ trong khả năng mà thôi. Thương quan khiến bản mệnh rất dễ tổn thương. Bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn một chút hơn mà thôi. Giải thân sẽ khiến cho tình hình được giảm nhẹ, căng thẳng sẽ không còn. Điều này sẽ giúp bạn có được sự hài lòng sâu sắc. Vì thế, với bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn đừng vì thế mà suy nghĩ quá nhiều hay quá đau lòng. Có khi sang ngày hôm sau, sự việc sẽ đổi sang một hướng khác khá bất ngờ. Có tử vi, các tinh trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hành thông thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận hơn. Ngũ hành tương sinh dự báo sự hài hòa trong chuyện tình cảm giữa các cặp đôi tâm đầu ý hợp hơn. Chưa nói hết câu đã hiểu ý của nhau, con người độc thân sẽ tìm được một nửa cho mình trong khoảng thời gian này. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tuất, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Phương diện công danh sự nghiệp. Mọi việc đều có khả năng kiểm soát của bản thân. Tình hình công việc không có nhiều biến động nào đáng kể. Nhìn chung, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn có thể giúp đỡ những người xung quanh. Tuy nhiên, con giáp người tuổi Tuất cũng cần tạo ra giới hạn cho mình, không phải ai cũng trân trọng sự hỗ trợ của bạn. Thương quan cũng có phần nào đó tác động tiêu cực tới tâm trạng, thế nên với những chuyện không liên quan hoặc người không xứng đáng chỉ nên cho phép bản thân buồn một chút mà thôi, chớ vì họ mà làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của mình. Đây cũng là tháng mà bạn nên dành thời gian cho riêng mình, bởi nhờ thế bạn có thể làm tốt nhất những công việc sáng tạo. Góc nhìn mới cho bạn cơ hội học hỏi và có thêm những kết nối tốt hơn trong cuộc sống. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Đinh Tỵ dự báo, phương diện tài chính của người tuổi Tuất có nhiều điểm sáng. Những ai khởi động kinh doanh cũng đã bắt đầu có những doanh thu, việc làm ăn được nhiều người ủng hộ. Những ai làm ăn được một thời gian đã khôn ngoan hơn trong việc tính toán lại dòng tiền, nhờ đó mà tận dụng tối đa những nguồn lực đang có mà còn tránh được những sự lãng phí không cần thiết. Cụ tử bay về phương Đông Bắc này, chủ mệnh sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tổn trí lực quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Nhìn chung, khi có kế hoạch tiền bạc thông minh, vừa để gia tăng thu nhập, vừa tích lũy lại đầu tư, càng khiến cuộc sống của bản mệnh trở nên sung túc hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Giải thân, giải ách trừ hung, giúp các mối quan hệ của người tuổi Tuất trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường. Ngay cả một mối quan hệ
dùng, dằn, khó buông, rất có thể sẽ đi đến hồi kết giúp bạn có được thời gian yên bình đản quỷ. Con người độc thân trong tháng mới, nếu đang tìm kiếm một nửa yêu thương, có cơ may gặp được người như ý. Tuy nhiên, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, bạn không nên quá vô vập. Tháng Đinh Tỵ, khi mà mọi việc thông suốt, đầu óc sáng tỏ, bạn sẽ dành thời gian thư giãn và kết nối với những tâm hồn đồng điệu với mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tỵ bước sang tháng Đinh Tỵ xuất hiện những tình trạng hư nhược, yếu ớt do nguyệt lệnh lâm mậu gây ra. Nhất là những ai đang có cuộc sống chồng chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bản mệnh cần phải chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến cho sức khỏe càng suy yếu. Nếu ai đang có sẵn những bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên từ bác sĩ. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay máy móc. Khi điều khiển xe cộ cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không nên lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và người khác. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh Mộc, năm sau Thủy Diệu, nữ sau Mộc Đức, khẩu quyết, nhận được sự tin tưởng từ các thành viên trong gia đình. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. 2. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, mệnh Kim, nam sau Mộc Đức, nữ sau Thủy Diệu, khẩu quyết, tránh nói đùa trong một số tình huống nhạy cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 3. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh Thủy, nam sau Vân Hỡn, nữ sau La Hầu, khẩu quyết, không nên vội vàng hứa hẹn việc gì bản thân chưa làm được. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám. 4. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh Hỏa, năm sau Thủy Diệu, nữ sau Mộc Đức, khẩu quyết, làm việc có kế hoạch giúp bạn tối ưu được nguồn lực đang có. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006, mệnh Thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cẩn thận với những lời ngon ngọt từ một người lâu nay lạnh lùng với bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Hợi, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, có nhiều lộc. Tử vi tháng 4 âm lịch đối với người tuổi Hợi, do bản mệnh khéo léo và biết ứng biến nhanh nhẹn trong những tình huống khó khăn, nhờ thế mà bạn có thể biến nguy thành cơ trong thời gian ngắn. Tương xung ảnh hưởng tới vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi khiến cho những kế hoạch dường như đang rất ổn thỏa có thể tự nhiên trệt khỏi đường ray. Thế nên bạn phải tốn công sức khá nhiều trong việc điều chỉnh lại mọi thứ. Mặc dù không phải đối đầu với những việc không thể xử lý, đôi khi bạn vẫn cảm thấy chán nản, muốn vứt bỏ hết. Thế nhưng xem ra tháng này muốn lười cũng không được. Ngũ hành xung khắc tác động tiêu cực tới những mối quan hệ trong gia đình, căng thẳng có thể kéo dài cho dù đã xuống nước và muốn xin lỗi. Bạn cần thêm một thời gian nữa để người ta hiểu ra tình hình, không nên ép họ phải hiểu bạn ngay lập tức. Mọi việc lên xuống thăng trầm theo cảm xúc của bản mệnh. Tháng Đinh Tỵ, bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến cho công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị hệ lụy và không thể làm gì. Nguyệt lệnh thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển trong tháng này. Vì thế, nếu nhận ra việc gì cần thay đổi thì bản mệnh nên cố gắng tập trung
sửa chữa ngay. Kết quả lúc này rất đáng kể, bạn không nên trì hoãn sẽ lãng phí đi các nguồn lực đang có. Xem tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Hợi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng mới, tháng Đinh Tỵ, nhiều cơ hội mở ra, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn. Khi mà vàng thao lẫn lộn thì càng đòi hỏi bản mệnh phải thật tỉnh táo trong phản đón. Nhưng nhìn chung, không có nhiệm vụ nào quá khó nếu bạn đủ tập trung để xử lý vấn đề. Mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của con giáp người tuổi Hợi. Thiên phù, các tinh giúp cho người tuổi này phát huy được khả năng ăn nói của mình. Thậm chí, bản mệnh có thể biến nguy cơ thành cơ hội. Nhờ vào cách ăn nói khéo léo, thu hút được lòng người. Chính quan tràn đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe, cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không hề đùng đẩy bất cứ việc to việc nhỏ gì cho người khác. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này cho thấy phương diện tài lộc có nhiều khởi sắc, nhất là những ai đang làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình. Những người làm ăn kinh doanh còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng nên không cần dùng nhiều vốn mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tuy nhiên, bản mệnh không được chủ quan khi mà tháng này người tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là các khoản chi cho những món đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh rất dễ căng thẳng. Bạn nên biết rằng kiếm tiền được nhiều nhưng chi tiêu nhiều không tốt, sức khỏe tài chính của bạn trong tương lai. Bạn nên có những kế hoạch khéo léo hơn để kéo dài, để không khiến bạn phải nợ nần. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trong gia đình có chút những mâu thuẫn nhưng sẽ sớm qua đi thôi, do đó người tuổi Hợi không nên phiền lòng. Có thể vợ, chồng đứng về phía của bạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng đừng lấy đó làm cái cớ để chống lại mọi người trong nhà. Để môi trường trong gia đình lành mạnh thì bạn nên cố gắng hiểu tính cách mọi người một chút. Khi đó, bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nguyệt lệnh thai tốt cho những cặp đôi đang mong chờ bầu bỉ hoặc việc sinh con thuận buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng Đinh Tỵ, người tuổi Hợi bận rộn và dường như say sưa với các dự án lớn nhỏ, mãi theo đuổi các cơ hội mà bạn trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe của bản thân. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Nghỉ ngơi, nạp năng lượng tích cực là điều mà con giáp người tuổi Hợi cần làm trong tháng này. Lựa chọn môn thể dục thể thao phù hợp giúp bạn gạt bỏ được những mệt mỏi và có thêm động lực. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 4 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi, sinh năm 2007, mệnh thổ, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, tránh các trường hợp tiền mất tật mang bằng việc thận trọng đề cao cảnh giác. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 2. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hợn, khẩu quyết, hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước dù là thành công hay thất bại của họ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh kim, nam sao thái dương, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết,
Những tin vui cho người thân trong gia đình tiếp thêm cho bạn năng lực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Quỷ Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Quá nhạy cảm, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu vàng. 5. Tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợi, khẩu quyết. Hãy cố gắng giữ bí mật những chuyện riêng tư, nói ra sẽ vô cùng bất lợi. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam.